Ngũ quý tộc. Kính thưa quý vị, mèo là một sinh vật có phong cách vô cùng quý phái. Và dáng đi của loài mèo cũng là dáng đi tiêu chuẩn của các sàn runway cao cấp nhất trên thế giới. Trên màn hình của chúng ta lúc này đây là dáng ngồi vô cùng nghiêm túc của một cô mèo. Một dáng ngồi tiêu chuẩn hơn cả dáng ngồi của các học sinh trong các buổi dự giờ. Và không biết cô đang làm gì mà nhắm mắt cũng được một lúc rồi. Camera đi lại gần xem nào. Thì ra là cô đang ngủ thưa quý vị. Nhưng mà quý vị hãy nhìn kìa, ngay cả trong lúc ngủ cô mèo của chúng ta cũng rất là khuôn thước mẫu mực. Một dáng ngủ mà tất cả các thớ cơ của cô mèo đều căng như dây đàn. Phải chăng đây là bí quyết giúp cho loài mèo luôn giữ được sự uyển chuyển duyên dáng, luyện tập ngay cả trong giấc ngủ của mình? Và ngay cả trong khi ngủ, cô cũng gối đầu lên những con chữ, và cụ thể ở đây là chồng giấy báo. Một vẻ đẹp rất là tri thức, rất là uyên bác. Vẻ đẹp của loài mèo là một vẻ đẹp huyền bí, quý tộc, đi vào câu ca, lời hát, đi vào hội họa. Ê, 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 cái gì vậy, cái gì vậy? Trời đất ơi, sao chuyển cảnh gì kỳ cục vậy? Cái gì? Hả? Người mẫu tạo dáng mệt quá, giờ lăn ra ngủ thiệt rồi hả? Cái gì? Kêu không có chịu dậy hả? Trời đất ơi, làm ăn vậy mà đòi cắt xê tới 10 gói 3 tê. Rồi cái gì nữa đây? Sao? Người mẫu nói nằm ngoài kia không êm, vô đây nằm êm hơn hả? Vậy giờ chui vô đây nằm luôn đó hả? Quá lắm rồi, quá lắm rồi. Bây giờ muốn tạo phản luôn rồi phải không? Trời ơi, còn cái tư thế kìa. Còn đâu là cái dáng quý tộc của tôi nữa. Trời đất ơi là trời. Đổi, đổi, đổi. Cái gì vậy? Đổi người mẫu chưa? Đã rồi đó hả? Rồi sao còn tệ hơn hồi nãy nữa vậy? Mèo quý tộc gì mà ngủ hai con mắt trợn ngược, cái miệng nhấp nhép vậy trời. Rồi còn mớ nữa. Ê, trời đất ơi, cái gì nè? Điện thoại. Tất cả im lặng hết, nghe điện thoại cái đã. Điện thoại khẩn cấp. Dạ, xin chào nhà tài trợ. Đúng rồi, em là biên tập của chương trình này nè. À, em biết rồi, em đổi diễn viên liền. Cái này là sơ suất nhỏ thôi, em còn nhiều diễn viên lắm. Nhà tài trợ đừng có lo. Hả? Cái gì? Khán giả yêu cầu đổi biên tập hả? Nói là biên tập làm ồn hoàng thượng của họ ngủ không được hả? Trời.